Trước nhiều thông tin cho rằng Hà Nội đang bị bủa vây bởi trạm thu phí, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định là không có chuyện này, vì trên thực tế Hà Nội là khu vực có trạm thu phí BOT bủa vây ít nhất so với thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng 1/4. Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh với 70 dự án BOT mà bộ này đang triển khai thì ở Hà Nội chỉ là số ít, còn phần lớn là tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, người dân miền Tây Nam Bộ không hề phàn nàn mà chỉ mong xóa phà, làm cầu nên không ngại trả phí cao để được đi an toàn. Để minh bạch số tiền thu phí, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan cắm biển trên tất cả dự án BOT, ghi rõ chủ đầu tư, số tiền quyết toán, thời gian thu phí để người dân biết và giám sát. Hiện nay xung quanh Hà Nội có nhiều tuyến đường được đầu tư theo hình thức BOT đã đưa vào thu phí như tuyến Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình, quốc lộ 6, đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.